bạn biết không? Ở duy nhất có một quán xôi này ở Hà Nội thì cái món xôi trứng cút ốp và được kho lên. Có mỗi mình cô này bán thôi. Và đây là một món xôi mà gần như là đã gắn liền với rất nhiều các tuổi thơ của các bé, bởi vì đây là khu vực trường học của trường tiểu học Lương Yên. Và món xôi này rất là đặc biệt, bởi khi mà mình ốp trứng cút lên, thay vì là mình ốp trứng vịt ấy, mình ốp trứng cút thì nó sẽ khi mình kho lên nó sẽ rất là ngấm. Và mình nghĩ là quả trứng này sẽ rất là vừa miếng khi mà mỗi một miếng xôi xúc lên và sẽ rất là vừa miếng với một quả trứng cút. Trứng cút rất là mềm, cái vỏ lòng trắng trứng là rất là ngấm và rất là thơm. Xôi của cô rất dẻo. Ngày xưa thì mỗi một buổi sáng dậy đi học, là có rất là nhiều món để lựa chọn, nhưng mà đặc biệt là tôi rất là thích ăn xôi. Và ở nhà thì ông bà cũng rất là muốn là ăn xôi cho gọi là cho chắc dạ đó, thì thường chọn xôi lạc, xôi dừa và có cả xôi thịt kho tàu. Và bây giờ thì có món thịt kho tàu và trứng cút, thật sự là rất là ăn rất là thích. Và các bạn thấy không, nếu mà ốp quả trứng vịt thì nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà ốp quả trứng cút trong bát xôi này thì mình sẽ cảm thấy là rất là bát xôi của mình nó rất là được cầu kỳ, rất là kỹ càng khi mà ốp từng quả trứng cút một và rồi đem đi kho. Nhưng mà chính vì khi mà cầu kỳ như vậy thì nên là cái hương vị của cái món ăn mình lại càng cảm thấy là quý giá và càng cảm thấy là rất là đặc biệt. Hết rồi các bạn ạ, thật sự là cực kỳ tuyệt vời. Và không còn gì để nói cả. Và riêng cái quán nhỏ này thì gần như là nếu mà các bạn muốn ăn thì các bạn phải đến rất là sớm. Cô mở từ 6 giờ sáng và chỉ tầm đến khoảng 9 giờ là đã hết rồi. Và mình nghĩ là kết hợp với một cốc sữa đậu thì sẽ có một bữa sáng cực kỳ hoàn hảo.